Thưa quý vị, ngày nay doanh nghiệp có nhiều phương thức kinh doanh khác nhau như tạo đặc điểm khác biệt cho mình hay phục vụ một đối tượng khách hàng cụ thể nhằm hướng đến một môi trường phát triển lành mạnh. Tuy nhiên, vẫn có nhiều doanh nghiệp còn chưa xác định rõ ràng giữa hai khái niệm văn minh và kỳ thị trong hoạt động của mình. Phải chăng ranh giới này còn quá mập mờ khiến cho các doanh nghiệp chưa phân định được một cách chính xác? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây để hiểu rõ hơn về thực tế này. Theo quan điểm ngày nay, khách hàng là thượng đế. Do vậy, mục tiêu của các quán ăn, nhà hàng hay bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng là phục vụ khách hàng, ưu tiên quyền lợi của khách hàng. Vì vậy, nhiều quán không chỉ đầu tư về chất lượng mà còn đầu tư thêm về dịch vụ, thậm chí là trải thảm đỏ hoặc cử nhân viên đến tận nhà đón khách. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lại có nguyên tắc được đánh giá là khá cứng và nghiêm khắc hơn trong việc chọn lọc khách hàng, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây, một quán bar tại quận 1 đã đặt ra một số quy định gây nhiều tranh cãi về cung cách phục vụ. Trên trang cá nhân của chủ quán chia sẻ cụ thể về những trường hợp khách bị từ chối nếu vào quán, trong đó việc quán từ chối khách hàng mang dép lê, mặc trang phục không lịch sự không được vào quán là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Chia sẻ về quan điểm này, một bạn có nickname Đăng Khanh bày tỏ ý kiến không đồng tình và cho rằng đây là những quy định vô lý. Trong chia sẻ của mình, Đăng Khanh cho rằng chưa từng gặp quán bar nào bắt khách hàng phải đưa chứng minh nhân dân để kiểm tra và phân biệt chiều cao của khách như vậy. Nhiều khách hàng cũng tỏ ra không ủng hộ quan điểm trên bởi họ cần môi trường thoải mái để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Cái giá trị của con người không phải thể hiện qua cách ăn mặc, chủ yếu là cách ứng xử, có văn minh lịch sự hay không. Với lại đa phần, riêng bản thân em là nữ văn phòng, thì lúc đi làm lúc nào cũng phải chỉnh chu, mặc váy, mặc quần, mặc áo đồng phục này kia thì cảm giác nó không có thoải mái lắm. Thì khi mà những thời gian mà thư giãn cùng bạn bè với người thân thì em thường chọn những cái phong cách kiểu thoải mái như mang dép lê, mặc quần sọt, mặc áo phông cho thoải mái cơ thể thôi. Chứ không có muốn mặc những cái kiểu chỉnh chu, mặc quần dài, mang guốc này kia, khó chịu lắm. Với lại bạn bè nhiều khi phong cách trẻ trung thì nó hợp với nhau hơn. Còn những trường hợp mà mình đi với lại khách hàng thì khác. Tức là người nước ngoài hay người Việt Nam thì cũng là những người được hưởng những cái quyền bình đẳng của một con người. Đi vô quán thì thực sự là mọi người đi vô quán thì là hưởng thụ. Đi ăn rồi cũng đi hưởng thụ thì mọi người nước ngoài hay người Việt Nam thì cũng như nhau thôi. Họ cần sự thoải mái khi bước vào quán. Trong khi đó, nhiều người lại đồng tình với quy định của quán vì cho rằng khách hàng là thượng đế, nhưng không phải vì vậy và thiếu tôn trọng quán cũng như nhân viên của quán. Đồng thời mỗi quán có một phong cách phục vụ và bày bán khác nhau, do vậy khách đến cũng phải nhập gia mà tùy tục. Tùy theo cái quán, cái chỗ mà ta mở những cái quán sang trọng thì mình ăn mặc rất là lịch sự. Còn nếu mình ăn mặc mà lôi thôi lết thết quá thì vô chỗ đó thì mình thấy nó không phù hợp cái địa điểm đó. Tùy theo cái chỗ, cái nơi mà mình ăn mặc cho nó phù hợp. Theo cô là cô nghĩ cái cô đồng tình cái cách mà nhận xét của các cái chủ quán là như vậy. Theo bà Vang, cho đến nay chưa có ai định nghĩa được khái niệm về ăn mặc lịch sự là gì. Tuy nhiên, hiểu một cách đơn giản là ăn mặc tươm tất, chỉnh tề và phù hợp với hoàn cảnh, với người đi cùng và với cả môi trường của nơi mình đến. Ngoài ra, thái độ tôn trọng nhân viên, giữ vệ sinh xung quanh, nói năng nhỏ nhẹ cũng thể hiện sự lịch sự của khách hàng. Những điều này không chỉ cần cho một doanh nghiệp nói trên mà tất cả các doanh nghiệp đều cần có, như vậy mới góp phần tạo nên môi trường văn minh cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại một số doanh nghiệp lạm dụng quá nhiều khái niệm nói trên và có sự phân biệt với khách hàng. Vụ việc hai nhân viên của hãng hàng không Vietjet có thái độ ứng xử không tốt đối với một nữ hành khách bị khuyết tật trong đầu tháng 4 vừa qua là một ví dụ điển hình về vấn đề này. Sau khi thông tin trên được ghi lại và đăng tải trên các trang báo, hãng hàng không đã có kỷ luật với hai nhân viên nêu trên. Thực tế này đã đặt ra nhiều lo ngại cho người dân về sự phân biệt và kỳ thị đối với khách hàng trong hoạt động của doanh nghiệp. Theo cô thì không nên. Theo cô là không nên, dầu cái tầng lớp nào đi nữa, cùng ta cũng là con người với nhau. Thấy không? Dầu cái tầng lớp nghèo thấp mà là như thế nào nữa mà người ta vô cái quán á, thì cái người phục vụ, chủ quán phải giáo dục nhân viên, phải tiếp xúc người ta đàng hoàng bằng cái cách khéo léo như thế nào. Phải không nè? Chứ không nên phân biệt. Thì cô thì cô nghĩ vậy. Em cái này thật sự không đồng ý, bởi vì những người như vậy người ta không may mắn như chị em mình, người ta cần nhiều yêu thương hơn. Thì đối với những trường hợp như vậy em nghĩ là phải đặc biệt cho người ta hơn nữa. Phải có nhân viên ra giúp đỡ người ta vô, rồi có thể là giảm giá cho người ta hoặc là tặng nước cho người ta, chứ không có nên kỳ thị như vậy. Tính đến nay, không ít trường hợp doanh nghiệp có thái độ kỳ thị về chủng tộc, màu da, nhất là người da đen.
không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế giới, thậm chí nhiều quốc gia luôn có tự hào về nền kinh tế phát triển và hệ tư tưởng tiến bộ như Mỹ, Ý vẫn có sự phân biệt đối xử vì màu da. Trong đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh mang tính đào thải lớn như thời trang là dẫn chứng dễ dàng nhận thấy nhất. Đa phần các người mẫu khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng, quý phái đều là những nhân vật sở hữu làn da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Trong khi đó, tỷ lệ người da màu chỉ chiếm con số rất thấp. Như vậy, phải chăng một số doanh nghiệp có sự nhầm lẫn hoặc chưa phân biệt rạch ròi giữa sự văn minh của doanh nghiệp với sự kỳ thị, phân biệt khách hàng? Trên thực tế, việc doanh nghiệp chọn lọc hoặc phục vụ một nhóm đối tượng khách hàng cụ thể nhằm tạo nét khác biệt và định hướng kinh doanh cho đơn vị mình là cần thiết. Tuy nhiên, văn minh không có nghĩa là kỳ thị và không bao hàm khái niệm kỳ thị hay phân biệt đối với những khách hàng không may mắn. Điều này đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong môi trường kinh doanh mở và hiện đại như ngày nay.